Hai đồng sáng lập Instagram từ chức sau mâu thuẫn với Mark Zuckerberg. Hai nhà đồng sáng lập Instagram, ứng dụng chia sẻ hình ảnh thuộc sở hữu của Facebook, là ông Kevin Systrom và ông Mike Krieger, đã từ chức giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật mà không giải thích rõ ràng lý do họ đi tới quyết định này. Bản tin Reuters nói sự ra đi của hai nhà điều hành công ty có doanh thu tăng trưởng nhanh nhất trong tập đoàn Facebook diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Jan Koum, nhà đồng sáng lập ứng dụng WhatsApp của Facebook, rời mạng xã hội này. Instagram và WhatsApp là hai dịch vụ lớn nhất của Facebook hiện nay. Sự ra đi của các cấp lãnh đạo Facebook diễn ra vào thời điểm nền tảng cốt lõi của mạng xã hội Facebook bị chỉ trích nặng nề về cách thức bảo vệ dữ liệu của khách hàng, trong lúc Facebook phải chống lại các âm mưu có ý đồ chính trị nhằm truyền bá những thông tin sai lệch, và giữa lúc giới trẻ càng ngày càng chọn những cách thay thế khác để duy trì liên lạc với gia đình và bạn bè. Viết trên trang blog hôm thứ Hai, ông Systrom nói ông và ông Krieger dự tính nghỉ ngơi một thời gian để tìm hiểu và khám phá tính hiếu kỳ và óc sáng tạo của chúng tôi một lần nữa. Thông báo của hai nhà đồng sáng lập Instagram được công bố sau khi xảy ra những vụ va chạm ngày càng thường xuyên với giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg về cách điều hành Instagram, Bloomberg đưa tin. Trong một thông báo, Mark Zuckerberg miêu tả Kevin Systrom và Mike Krieger là những nhà lãnh đạo có biệt tài tung ra những sản phẩm phi thường.